hàng nhập á. Đó, mẫu S155 phiên bản màu xanh GB. Này bản 2022 cũng có. Ờ đây, đây là bản 2022 mới về nè. Nó vừa kết hợp với màu bóng và màu nhám luôn nha mọi người. Nè, mặt mặt nạ của nó thì là màu bóng mà hai bên sườn của nó lại sẽ là màu nhám kết hợp với màu bóng luôn. Cứ mọi người lên thì gọi trước cho Liên hoặc lên cửa hàng có nói là có xem YouTube của Liên, xem clip của Liên thì Liên sẽ giảm cho mọi người nha. Lúc nào Liên cũng ở cửa hàng hết nên Liên sẽ đón mọi người và hỗ trợ tư vấn thêm và làm hồ sơ ngân hàng hơn. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ nha các bạn. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe bên kho nha mọi người. Cũng đủ các dòng ha. Video này cũng là tổng hợp đủ các dòng luôn nha. Này là bên kho. Rồi, sáng tiện thì nó có một con Vario vừa lên màu cũng đẹp ha, mình giới thiệu luôn cho mọi người ha. Thì mình chỉ nhờ Liên hỗ trợ về giá chương trình trả góp như nào ha, mời Liên ạ. Xin chào mọi người nha, thì hôm nay Liên sẽ cập nhật những dòng xe còn lại bên kho và bán kịp Tết này, kịp biển số cho mọi người chạy về quê nha. Thì đây bên cạnh Liên đây, mấy anh thợ vừa lắp lên luôn là cái màu xanh xi măng kết hợp với thêm cái mũ màu trắng này mọi người. Nó rất là đẹp và bắt mắt luôn, nói chung nó không quá nổi. Màu này, mẫu này á, thì những bạn nam hay bạn nữ gì chạy đều ok hết nha. Hoặc mọi người lớn tuổi, một nhỉnh tuổi một chút, mọi người vẫn có thể lựa chọn những dòng xe sơn màu này lại. Nó sẽ không quá nổi như những màu xanh, màu vàng hay màu cam gì đó. Tất cả các mũ này á, bên Liên đều là nhập khẩu hết nha. Nhập hết chứ không phải là chà từ mũ màu đen sơn lại đâu, nên mọi người yên tâm, chạy nó rất là bền. Thì đây là mẫu 150. Hiện tại á, Vario 150 bên Liên đang dao động với giá là 48 triệu cho tới 50 triệu nha. Trả trước, nếu mà mình mua 150 như thế này thì mình trả trước giúp Liên từ 6 đến 8 triệu trở lên là mình mua được rồi nè. Những dòng xe như thế này mọi người có thể kết hợp mũ màu màu khác cũng được. Mọi người có thể kết hợp thêm mũ màu cam hoặc mũ màu đen thì bên Liên vẫn có những dòng xe như thế này nha. Đây, hoặc những màu trắng nè kết hợp với mũ màu hồng. Đây nè mọi người, cái màu xanh hồi nãy nè kết hợp với mũ màu đen, thì mũ màu cam thì nó như thế này nha. Đó, bên Liên rất là nhiều màu. Thì dao động giá của em nó từ 48 triệu cho tới 50 triệu thôi. Còn đây là dòng Winner X nè. Thì đối với dòng Winner X á, hiện tại Liên khuyên mọi người là nên mua cái dòng Winner X này. Winner X V3 nó ra rồi nhưng mà chỉ có ở trong hãng nó bán trước, rồi nó mới về cửa hàng tổng hợp. Thì xe nào mới ra cũng vậy, giá của nó sẽ rất là cao. Còn cái dòng Winner X này hiện tại á, hãng nó sẽ được giảm giá cho mọi người rất là nhiều. Dòng mà CBS á, hiện tại với giá là 34 triệu thôi. Mọi người chỉ cần trả trước giúp Liên từ 2 triệu trở lên là mình mua được rồi. Còn đối với dòng mà ABS á, mọi người giá của em nó là 36 triệu. Mọi người trả trước giúp Liên từ 4 đến 5 triệu trở lên là mình mua được nha. Đó, dòng ý thì bên Liên nhập về để sẵn cho mọi người. Nói chung là chủ nhật tới đây á, chủ nhật tuần lương nè hoặc cận Tết thì mọi người mua rất là nhiều. Bên Liên sẽ lên màu, độ màu Winner X vẫn độ màu được nha mọi người. Có những clip mà Liên lên những màu độ đó. Còn đây là những dòng xe Vario mà bên Liên không có sơn màu nè. Vẫn có màu đen nhám, bánh đồng và màu nâu đen vàng cát đó. Còn bên đây là những mẫu S155 phiên bản giới hạn nè. Phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp. Thì phiên bản giới hạn nó rơi vào khoảng 47 triệu 500. Mọi người trả trước từ 5 đến 6 triệu là được. Còn với cái phiên bản mà tiêu chuẩn đến dòng cao cấp á, thì giá của em nó là 43 triệu cho tới 45 triệu 500 nha. Mọi người có thể nhắn tin qua Zalo cho Liên, Liên sẽ tư vấn cụ thể hơn. Tại vì quay bên kho cũng nhiều xe nên Liên sẽ lướt nhanh hơn nha. Còn mọi người thấy nhiều bạn vô bình luận là nói tại sao xe bụi thì bên kho thì nó phải bụi nha mọi người. Miễn sao là khi mà bên Liên giao một con xe cho mọi người nó sẽ không bị trầy hay không bị hư hỏng gì hết. Mọi người có thể kiểm tra xe thoải mái luôn, bên kho thì nó sẽ hơi bụi một tí thôi. Đây nè mọi người, ở bên đây bên kho còn được một chiếc mẫu S150 màu giới hạn màu lính này nè. Liên thấy nhiều người nhắn tin cho Liên kiếm cái màu này lắm nè. Đó, hồi nãy Liên có quay clip là hình như nó còn có hai màu nhưng mà hiện tại nó còn thêm màu này nữa nè. Còn đúng một chiếc duy nhất này luôn. Giá của em nó là 44 triệu nha mọi người, trả trước giúp Liên từ 5 triệu trở lên là mình mua được. Còn đây là mẫu R15. R15 này hiện tại giá là 67 triệu, mọi người trả trước từ 15 triệu trở lên là mọi người cũng mua dòng xe này được rồi nha. Rất là nhiều.
Đây là những màu mà bên Liên sơn lên và lắp sẵn chuẩn bị cho mọi người mua kịp Tết nè. Sợ mọi người lên mà không có màu á, bên Liên đưa lên rất là nhiều màu. Đây thì bên Liên có mẫu SHMO nè. SHMO thì nó sẽ có dòng CBS và ABS luôn. Nếu mà mẫu CBS đó, hiện tại với giá là 58.800, mọi người trả trước giúp Liên từ 15 triệu trở lên là mua được. Còn đối với dòng mà ABS đó, thì giá của em nó là 66.800 và 68.800, mọi người trả trước từ 20 triệu trở lên là mình mua được nha. Đó, đối với dòng SHMO. Đây là mẫu xe mọi người tìm kiếm nhiều nhất và bên Liên nhập về để chuẩn bị hàng cho Tết bán đó mọi người. Tết bán và qua Tết. Tại vì gần Tết và qua Tết á, thì sẽ không nhập được hàng nữa, sẽ ngưng hàng nhập á. Đó, mẫu S155 phiên bản màu xanh GB. Này bán 2022 cũng có hả? Đây. Đây là bản 2022 mới về nè. Nó vừa kết hợp với màu bóng và màu nhám luôn nha mọi người. Nè, mặt nạ của nó thì là màu bóng mà hai bên sườn của nó lại sẽ là màu nhám kết hợp với màu bóng luôn. Nó sẽ bắt mắt hơn là cái chiếc màu xanh GB mà phiên bản cũ. Thì giá hiện tại xanh GB thì Liên báo với mọi người rồi đó là 46.500 thôi. Mọi người trả trước giúp Liên từ 6 triệu trở lên là mình mua được rồi. Nói chung là bên Liên lúc nào cũng còn hàng xanh GB cho mọi người nha. Nên mọi người yên tâm. Và đây là dòng Sachi nè. Sachi thì hiện tại bên này thì bên Liên chỉ có mẫu màu jean thôi. Sachi thì hiện tại giá của em nó là 52 triệu. Mọi người trả trước từ 8 đến 10 triệu trở lên là được. Còn dòng Rider này á, hiện tại giá là 45 triệu. Mọi người trả trước từ 5 triệu trở lên là mua được rồi. Mình có thể cũng có thể mua Rider để độ lên Sachi. Nó sẽ tiết kiệm tiền hơn là khi mọi người mua ra Sachi luôn nha. Nói chung là mọi người cứ liên hệ Zalo đi. Liên sẽ tư vấn thêm cụ thể hơn là mình mua xe nào nó sẽ hợp lý hơn. Còn đây là dòng xe AB được nhiều, nói chung là những bạn mà văn phòng hay là mình làm cái công việc mà đi nhiều á, mọi người sẽ thường xuyên chọn những cái mẫu xe AB như thế này. Một phần là cốp xe của nó rộng nè và nó tiết kiệm xăng hơn cho mình. Thì AB 125 á giá đang là 39 triệu, còn 150 á là 49 triệu nha mọi người. Đang nhám mà phiên bản đặc biệt. AB thì lúc nào bên Liên cũng còn đủ màu cho mọi người luôn. Thì thường là AB á, mọi người sẽ mua những cái màu nguyên bản như thế này. Ít ai lên màu lắm, nhưng mà cũng có khách lên màu thì bên Liên vẫn hỗ trợ cho mọi người lên màu được nha. Những cái màu mà sơn lên á, thì bên Liên sẽ bảo hành cho mọi người là 1 năm. Còn với những cái dòng xe hãng như thế này, bên Liên sẽ giao sổ bảo hành về cho mọi người. Mọi người ghé hãng bảo hành 3 năm, bảo hành toàn quốc nha, mọi người ở đâu thì ghé đó. Còn nếu mà những cái dòng xe nhập khẩu mà Liên giới thiệu á, thì mọi người được bảo hành tại cửa hàng Liên 3 năm nha. Đây, rất là nhiều mẫu ad, mọi người có thể gửi nhắn tin qua Zalo cho Liên, xong rồi Liên báo giá cụ thể và gửi hình cụ thể cho mọi người nha. Còn đây là mẫu MX-King nè, phiên bản kỷ niệm 60 năm, mẫu màu vàng đen. Thì giá MX-King á đang hiện tại với giá là 42 triệu thôi, mọi người chỉ cần trả trước từ 5 triệu trở lên là mình mua được rồi nha. MX-King hiện tại thì nhiều con bên Liên sẽ có xe sẵn giấy tờ rồi, còn nhiều con thì chưa có, nhưng mà mọi người á mua xe bây giờ hoặc qua Tết cũng vậy. Nếu mà mọi người không có kịp làm biển số thì bên Liên vẫn photo một bộ hồ sơ cho mọi người đi đường bình thường nha. Ra ngoài đây em sẽ giới thiệu thêm mình, như ngoài đây có Vision và Sonic ngoài đây. Đây nha mọi người, những cái dòng xe mà Vario nè thì bên Liên kết hợp mũ này rất là nhiều. Liên cũng nói rồi đó, mũ bên Liên là mũ nhập hết nên mọi người có thể kết hợp mũ màu nào cũng được. Lên bên Liên thì thích mũ màu nào thì bên Liên sẽ gắn mũ màu đó vào cho mọi người nha. Những dòng xe Vario như thế này. Và đặc biệt hơn á, nếu mà mọi người mua xe á, có liên hệ trước Vario cho Liên, Liên sẽ giảm thêm 1 triệu vào tiền xe nè, hỗ trợ tiền xăng xe và ưu đãi cửa hàng rất là nhiều cho mọi người luôn nha. Cứ mọi người lên thì gọi trước cho Liên hoặc lên cửa hàng có nói là có xem YouTube của Liên, xem clip của Liên thì Liên sẽ giảm cho mọi người nha. Lúc nào Liên cũng ở cửa hàng hết nên Liên sẽ đón mọi người và hỗ trợ tư vấn thêm và làm hồ sơ ngân hàng hơn. Những cái mẫu màu xanh là được khách chuộng nhiều nhất, tại vì nó có thể đổi từ xanh này qua xanh kia thì bên Liên lên rất là nhiều mẫu màu xanh. Và đây là Vision này mọi người. Vision thì hiện tại giá của em nó dao động từ 31 triệu cho tới 37 triệu, từ phiên bản tiêu chuẩn cho phiên bản cá tính nha. Mọi người mua Vision thì trả trước từ 5 triệu trở lên là mình mua được rồi.
Còn đối với dòng Future này á thì nó sẽ có hai bảng giá là 32 triệu và 34 triệu, đó là bánh căm và bánh mâm đó mọi người. Mua Future thì mọi người cũng cần trả trước giúp em từ 4 đến 5 triệu trở lên nha. Thì hồ sơ hiện tại nay á thì mọi người trả trước nhỉnh hơn một xíu á thì hồ sơ nó sẽ dễ đậu hơn nha. Và em thông báo với mọi người luôn là hiện tại bên em ngưng hỗ trợ chương trình là nợ xấu và trả chậm nha. Khi nào mà có hỗ trợ lại á thì bên em sẽ thông báo đến mọi người. Này, đây là những dòng xe Sirius nè. Nếu mà mọi người cứ muốn mua dòng xe này á thì tại vì Sirius nó rất là nhiều phiên bản thì mọi người dễ nhắn tin qua Zalo cho em thì em sẽ tư vấn cái cụ thể giá chính xác hơn cho mọi người. Nhiều rồi. Dòng xe bên kho thì rất là nhiều luôn. Đây có một mẫu Mio đó nè mọi người, nó hơi bụi thôi. Nhưng mà Mio này hiện tại bên Liên với giá là 25 triệu thôi nha. Mọi người chỉ cần trả trước từ 2-3 triệu là mình mua được rồi. Đối với dòng Mio này, thấy nhiều bạn lựa chọn để về mình độ lên màu lại á, hoặc độ xe lại, dọn xe lại thì rất là đẹp luôn đó. Rất là nhiều màu, mọi người có thể tham khảo nha. Còn nếu mà xe nào mà chưa xem rõ hoặc cụ thể như thế nào thì cứ nhắn tin qua Zalo cho Liên đi, ghi số điện thoại bên dưới đó, rồi Liên sẽ gửi hình cụ thể cho mọi người xem nha. Đó, thì Liên vừa báo giá tất cả các dòng xe mà hiện có tại cửa hàng, chỉ báo lướt của bên kho. Anh chị và các bạn nào muốn mua thì kết bạn qua Zalo của Liên, số điện thoại mình để trực tiếp bên trên nha. Rồi, chắc là mình sẽ kết thúc clip nha. Bạn nào mua thì tranh thủ thời gian với ủng hộ ha. Rồi, ok, xin chào anh.